Các chị ơi, các chị ơi, từ chiều đến giờ em mặc cái váy này điên, cỗ, ai cũng khen là sao mà thơm thế, sao thơm ngọt ngào, thơm đầm thắm, thơm dễ chịu thế, dùng cái nước hoa gì mà xịn sò thế. Các chị ơi, không phải em dùng nước hoa gì đâu nhá, không mất tiền triệu mua nước hoa mà vẫn thơm nhá, và thơm với 150 nghìn mà thơm, thơm không phải một ngày, mà thơm vài tháng luôn các chị ạ. Và đây chính là cái bí kíp của em đây các chị ơi, đây là cái nước giặt miminke đấy, nước giặt này là nước giặt 6 trong 1, nó lưu hương cực kỳ lâu và có cái hương thơm của thiên nhiên cực kỳ dễ chịu thơm ở đây là thơm mát thơm ngọt ngào quyến rũ nếu như các cô chú anh chị mà đang muốn ngửi một cái hương thơm ở quần áo mà nó thơm mát ra ấy thì cô chú anh chị chọn cái can màu xanh này còn nếu muốn thơm ngọt ngào quyến rũ thì chọn cái hương thơm màu hồng này nhá và ngày hôm nay em đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn khi mua một can nước giặt này 190.000 em giảm còn 150 cành thôi đấy và mua hai can này mua hai can xanh hoặc hai can hồng hoặc là hai can một xanh một hồng thì là từ 350 cành nhá, em giảm xuống còn 290 cành và tặng kèm cho cô chú anh chị một nọ nước rửa chén sữa gạo chiết xuất hoàn toàn từ sữa gạo không có hóa chất an toàn khi chúng ta rửa bát đũa không no hóa chất độc hại vào người cô chú anh chị ơi đây là dòng nước giặt mà sáu trong một sạch sâu lưu hương lâu làm mềm vải an toàn thân thiện với môi trường kháng khuẩn tốt và đặc biệt đó là nó an toàn với cả làn da của em bé và rất là đậm đặc luôn một can nhà em đánh bật 7 can trên thị trường luôn cô chú anh chị nhá à, vì sao cô chú anh chị bảo là có cái loại 7 can uh, 200.000 trên thị trường mà nhà em không bán vì nhà em không thể bán loại đấy được khách hàng chê cực kỳ luôn kêu loảng này kêu thế nọ thế kia này nhưng với cái can nước giặt nhà em nhá một can nó đậm đặc bằng 7 can trên thị trường dùng một lần là rất là mê luôn à, chỉ cần một lắp một lần giặt thôi là nó đã sạch và nó thất là thơm và thơm rất là lâu rồi cô chú anh chị ạ À, nếu như cô chú anh chị muốn trải nghiệm dòng nước giặt mà giặt một lần là mê luôn đấy và lưng lưu từng giọt một thì cô chú anh chị hãy bấm ngay vào giỏ hàng em nhé chương trình khuyến mại cực kỳ sốc chỉ dành cho cô chú anh chị nào mà follow và bấm vào giỏ hàng em nhá